Mời cháu. Dạ. Dạ con xin kính chào chú Thánh Gióng, cô Giáo Hiền cũng như tất cả chị em đang theo dõi chương trình Hội đồng của Nguyên Dân tộc Việt Nam và Nhân loại. Thì hài ngày hôm nay con cảm tạ cho trời Thượng Đế Đồng Năng Giêsu, Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse đã thương xót cho phép con được lên chương trình đóng góp một số ý kiến nho nhỏ của mình từ việc Hội đồng của Nguyên Dân tộc Việt Nam và Nhân loại. Dạ thì hôm nay con cũng xin con xin trình bày về hai sấm lệnh và 14 phước lành phép lạ mà con đã học hỏi từ Hội đồng Phú Quy Dân tộc Việt Nam và Nhân loại ạ. Và hai sấm lệnh và 14 phước lành phép lạ của Cha Trời Thượng Đế Hồng Năng Giêsu ban cho toàn thể anh em nhân loại chúng ta. Và con xin chia sẻ. Và phước lành phép lạ thứ nhất là khuôn mặt Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng Giêsu Ngài hiện ra trên mây. Ngày 29 tháng 8 năm 2009, có phước lành phép lạ đi chung. Ngài là Đức Chúa Trời mà ông Mô-xe đã tôn thờ gọi là Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là đấng mà ông bà tổ tiên trong họ Bách Diệp chúng ta tôn thờ gọi Ngài là ông Thiên Ông Trời. Ông Thiên Ông Trời ban cho ông bà tổ tiên người Việt Nam 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài là đấng mà Phật Thích Ca tôn thờ gọi Ngài là Đức Thiên Thượng. Ngài là đấng mà Thiên Chúa Giêsu tôn thờ gọi Ngài là Đức Chúa Cha. Đức Chúa Cha ban cho Đức Chúa Giêsu bài kinh kính lại Cha, kinh năng năng tội, kinh kính mừng mẹ để cho nhân loại niệm danh cầu nguyện với Chúa Cha toàn năng. Ngài là đấng ngự ở trên trời. Ngài là đấng mà tất cả các tôn giáo làm lành lánh dữ trên toàn quả địa cầu tôn thờ gọi Ngài là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngài là đấng mà vào thời kỳ cuối thời kỳ mặt kiếp đang chuyển qua thời thánh đức do Di Lạc Phật Vương đạo trưởng thế giới vua Việt Nam hướng dẫn nhân loại chúng con tôn thờ Ngài gọi là Đức Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là hiện thân của Cha Trời Giêsu như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Phép lành phước lạ thứ hai đó là quỷ Satan hiện ra vào ngày 29 tháng 8 năm 2009. Những ai mà không nghe lời Hội đồng Cứu Nguy Dân tộc Việt Nam và Nhân loại tham lam độc ác thì quỷ Satan nó sẽ bị cám dỗ lôi hồn ra khỏi xác và quăng vào quả ngục thiêu đốt nhiều ngàn năm. Phép lành phép lạ thứ ba đó là chim bồ câu hiện ra là vào ngày 15 tháng 1 năm 2020. Chim bồ câu qua bay qua nước Việt Nam có Chúa Thánh Thần bảo vệ nước Việt Nam. Hình ảnh này Cha Trời Giêsu cho biết tất cả người Việt Nam nhận lãnh ba sấm lệnh và 14 phước lành phép lạ học hỏi phân phát cho nhiều người được biết để cùng nhau cầu nguyện thì Cha Trời ban cho cả nước Việt Nam thiên điểm của Chúa Thánh Thần. Cả nước Việt Nam được Cha Trời Giêsu cứu và bảo vệ nước Việt Nam khỏi sự dữ, sự đen tối, sự chết chóc. Phép lành phép lạ thứ 4, thứ 4 là hình ảnh quý anh hùng chiến sĩ linh thiêng hiện ra vào ngày 31 tháng 10, tháng 1 năm 2010. Quý anh hùng những người chiến sĩ đi phục vụ cho đất nước hiện ra. Ngài ngoài chiến trường ở khắp nơi trên quả địa cầu đã hy sinh, nay Cha Trời Thượng Đế toàn năng Giêsu cho sống lại để phục vụ, phụ giúp Di Lạc Phật Vương. Những người nào thật lòng ăn năn sám hối nghe lời Di Lạc Phật Vương nhận lãnh ba sấm lệnh học hỏi phân phát cho nhiều người được biết thì sẽ được quý anh hùng chiến sĩ linh thiêng bảo vệ mọi nơi mọi lúc. Những người nào không nghe lời mà còn có ý đồ hãm hại khinh khi những người đồng hành với Di Lạc Phật Vương thì sẽ bị quý ngài lôi hồn ra khỏi xác. Phước lành phép lạ thứ năm, nhiều ông rồng kết tụ lại gọi là tổ rồng hiện ra ngày 15 tháng 4 năm 2010, ông bà tổ tiên Việt Nam từ thuở xa xưa cho đến ngày hôm nay hiện ra để giới thiệu vua Việt Nam là có thật, đang làm việc cho cấp thiên loại 100%. Chúng ta là người Việt Nam phải mau sám hối gấp nhận lãnh ba sấm lệnh và 14 phước lành phép lạ, sống đẹp lòng ông bà, cha ba mẹ, ông bà tổ tiên cửu hiền sẽ được Cha Trời cứu đem về nơi chốn nghỉ ngơi ở nước thiên đàng có tầng có giới có khoa của Cha. Phép lành phép lạ thứ sáu đó là hình ảnh ông rồng bà phụng, ông bà tổ tiên, ông Adam và bà Eva hiện ra vào ngày 2 tháng 5 năm 2010. Hình ảnh tổ phụ của nhân loại nói chung nói riêng cho nước Việt Nam được Cha Trời Thượng Đế toàn năng Giêsu
thương và ban cho người Việt Nam vào thời kỳ mạt kiếp chuyển qua thời Hướng Đức. Cha chọn người Việt Nam nhận lãnh ba sấm lệnh và 14 phước lành phép lạ, đó là ngài Trần Quang Đại, hồng ân cứu rỗi, hồng ân giải thoát quỷ đại nhất hành tinh. Ngài Trần Quang Đại tu thành Phật sống của Càn Khôn năm 1982, có niên hiệu là Di Lạc Phật Vương, đã tìm ra được sự sống thật là sự thật và là ánh sáng, mới đem đến ánh sáng cho tất cả nhân loại, tìm ra con đường sống thật ở nước Thiên Đàng tại thế. Nhờ ông bà tổ tiên từ thuở ban đầu đã thờ ông Thiên Thần Trời chánh đạo, ông bà tổ tiên trong họ Bách Việt hiếu vì đạo, ông bà mình có đạo lâu lắm rồi, và ngày nay Phật Di Lạc hướng dẫn đạo học giải thoát Giêsu Maria Giuse. Con cháu người Việt Nam chúng ta cần trở thành con rồng tráo tiên mà bao đời nay gọi là giống dân lạc hồng, phải nghe lời Di Lạc Phật Vương, nhận lãnh ba sấm lệnh và 14 phước lành phép lạ, học hỏi để cha trời thượng đế còn năng Giêsu giải tán thế giới tham lam độc ác hung dữ, lòng lừa xảo trá, và cho nhân loại có sự chuẩn bị đón rước cha trời thượng đế toàn năng Giêsu từ thiên đàng ngài hiển xuống quả địa cầu để chấm điểm cho nhân loại vào nước thiên đàng tại thế, vương quốc thiên đàng được đặt tại nước Việt Nam chúng ta. Phước lành phép lạ thứ bảy là sư tử nhà Chúa hiện ra bảy đầu bảy mắt bảy sừng, hiện ra vào ngày 29 tháng 8 năm 2010. Trong sách Khải Huyền có nói sư tử nhà Giuđa, cha trời cho hình ảnh này hiện ra để dạy dỗ nhân loại chúng ta phải mau mắn nghe lời Di Lạc Phật Vương, nhận lãnh ba sấm lệnh và 14 phước lành phép lạ, học hỏi phân phát cho nhiều người được biết thì sẽ được sư tử nhà Chúa, Chúa Thánh Thần bảo vệ mọi nơi mọi lúc và khỏi bị kẻ ác cám dỗ, ham mê thích muốn hưởng thụ đủ thứ, thì sẽ được cha trời chấm điểm cho vào nước thiên đàng tại thế. Còn những người nào không chấp hành, không nhận lãnh mà còn kiêu ngạo bắt bớ những người này sẽ bị sư tử nhà Chúa lôi hồn ra khỏi xác, thì kết quả thì ráng chịu. Phước lành phép lạ thứ 8, sư tử cha bảo vệ hai sư tử con bay qua mặt trời, hiện ra vào ngày 29 tháng 8 năm 2009. Hình ảnh phước lành phép lạ này cha trời thượng đế toàn năng Giêsu dạy dỗ kêu gọi nhân loại mau sám hối gấp, nghe lời Di Lạc Phật Vương, nhận lãnh ba sấm lệnh và 14 phước lành phép lạ, phân phát cho nhau, cùng nhau cầu nguyện cùng với cha trời thượng đế toàn năng Giêsu, mỗi ngày 3 lần đọc bài kinh lạy cha, kinh năng năng tội, kinh kính mừng mẹ, học đạo giải thoát, thì nhân loại sẽ được cha trời thượng đế toàn năng Giêsu bảo vệ nhân loại chúng ta như là ngài bảo vệ hai sư tử con. Phước lành phép lạ thứ 9, hình ảnh trận động đất Sumani nước biển dâng tới mây, hiện ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2011. Cha trời thượng đế toàn năng Giêsu cảnh cáo nhân loại lần sau cùng, nếu nhân loại không nghe lời Di Lạc Phật Vương, nhận lãnh ba sấm lệnh và 14 phước lành phép lạ, phân phát cho nhiều người được biết, ngài sẽ định vị lại quả địa cầu, biến thiên kinh hoàng lần lượt sẽ xảy ra ở khắp quả địa cầu bắt đầu cuối năm 2019, như là dịch bệnh Covid đã cướp đi trên quả địa cầu rất là nhiều sinh mạng, và tiếp tục xảy ra nhiều trận động đất kinh hoàng ở khắp nơi trên thế giới, núi lửa phun trào, nắng nóng khắp mọi nơi, cháy rừng, vân vân và vân vân. Cũng như gần đây từ năm 2024, cả thế giới bấn loạn, kinh tế tất cả các ngành nghề như là bất động sản, ngân hàng, du lịch ngày càng đi xuống cấp đến mức thấp nhất, và chiến tranh bùng nổ ở khắp mọi nơi như là chiến tranh Đông Âu, Nga và Ukraine kéo dài, chết chóc hư hại nhà cửa, đói khát, triền miên đe dọa, tiền mua đạn dược tốn kém đủ thứ do lòng tham không đáy ở mọi quốc gia hiện nay. Và hiện nay cuộc chiến ở các nước Trung Đông sắp sửa xảy ra trên đà hủy diệt nhân loại chúng ta. Dầu vàng tiền đô la nói chung là bất ổn, trên đà không có lối thoát. Cha trời cảnh báo cho tất cả các nhà lãnh đạo phải nghe lời Di Lạc Phật Vương dạy bảo, thông báo sự việc này cho Liên Hiệp Quốc biết để đem Di Lạc Phật Vương về nước Việt Nam, thì thế giới nhân loại mới có lối thoát, có sự sống, mới có sự an lành. Ước lành phép lạ
Thứ 10, lửa quả ngục hiện ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2013. Cha trời Thượng Đế Hồng Năng Giê-xu cảnh cáo cho tất cả nhân loại: đừng có tham lam, độc lừa, hung dữ, dối trá. Phải giữ 10 điều răn của Ngài ban cho Ngài Mô-xe từ thời ban đầu, và nghe lời Di Lạc Phật Vương, nhận lãnh 3 sứ lệnh và 14 phước lành phép lạ, học hỏi và phân phát cho nhiều người được biết, để cùng nhau cùng nguyện với Cha trời Thượng Đế Toàn Năng Giê-xu mỗi ngày 3 lần, sẽ được Cha trời Giê-xu chấm điểm cho vào nước thiên đàng tại thế. Còn không nghe lời Di Lạc Phật Vương sau khi hết thời dụng biểu, có nghĩa là chết, linh hồn chúng ta sẽ bị quăng vào hỏa ngục, lửa thiêu đốt nóng nhiều ngàn độ, ghê rợn, rên la, kêu cứu. Phước lành phép lạ thứ 11. Phật Thích Ca hiện ra ở trên mây ngày 26 tháng 5 năm 2021 trên núi Tịnh Tâm, và Phật Thích Ca xin gia nhập vào Hội đồng Cứu Nguy Dân tộc Việt Nam và Nhân loại, làm việc toàn thời gian vào ngày 5 tháng 5 năm 2021. Phật Thích Ca kêu gọi tất cả Phật tử, những người tu theo đạo Phật giáo, mau mắn ăn năn sám hối, nghe lời Di Lạc Phật Vương, nhận lãnh 3 sấm lệnh và 14 phước lành phúc lạ, học hỏi phân phát cho nhiều người được biết, để cùng nhau cầu nguyện cùng với Cha trời Thượng Đế Toàn Năng Giê-xu mỗi ngày 3 lần. Mỗi gia đình nào cũng cần phải có cái bàn thờ thông thiên để thờ Đức Thiên Thượng Giê-xu, tu tại gia, học đạo giải thoát. Hiện nay do Ni Di Đà Phật Vương Đạo Chủng Thế Giới Vua Việt Nam Trần Quang Đại hướng dẫn để được vào Đức Thiên Đàng tại thế. Ngày xưa Phật Thích Ca tôn thờ Thiên Thượng, Phật Thích Ca mới được giải thoát về nước Thiên Đàng, nhận được bát chánh đạo thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn của Đức Thiên Thượng ban cho. Mà ngày nay Phật tử không tu như Phật Thích Ca tôn thờ Thiên Thượng, mà ngày xưa là ông trời mà đấng tạo hóa đã tác tạo ra muôn loài vạn vật. Phật Thích Ca là con người đi tu tìm được sự giải thoát. Phật Thích Ca không có quyền năng đưa linh hồn của con người đến sự giải thoát. Những người tu theo đạo Phật ngày nay phải nghe lời Di Lạc Phật Vương dạy bảo thì mới được vào nước thiên đàng. Phước lành phép lạ thứ 12. Trùng ác quỷ Satan hiện ra vào ngày 21 tháng 5 năm 2021. Vào thời kỳ này, nhân loại chúng ta không đồng hành với Hội đồng Cứu Nguy Dân tộc Việt Nam và Nhân loại, nghe lời Di Lạc Phật Vương, nhận lãnh 3 sấm lệnh và 14 phước lành phép lạ, học hỏi cho nhiều người được biết, cùng nhau cầu nguyện thì sẽ bị quỷ Satan lôi hồn những kẻ ác, độc, hung dữ ra khỏi xác bất cứ lúc nào, chết hay do quỷ. Quỷ Satan được Cha trời Thượng Đế Toàn Năng Giê-xu cho phép lập công chuộc tội. Nghe lời Di Lạc Phật Vương hiện ra chờ lệnh Di Lạc Phật Vương phân công làm việc, quỷ Satan còn muốn lập công chuộc tội, nói chi chúng ta là con người, là con cái của Cha trời Thượng Đế Toàn Năng. Chẳng lẽ chúng ta sống thua quỷ Satan? Tất cả nhân loại chúng ta mau mắn ăn năn sám hối gấp trước khi chưa muộn. Phước lành phép lạ thứ 13. Đó là cổng thiên đàng hiện ra tại Bến Phà, An Bình, Vĩnh Long, Việt Nam, tại nhà cô giáo Hiền. Vào lúc 8:30 ngày 27 tháng 9 năm 2021, cô giáo Hiền là Phật sống của Càn Khôn chụp được. Đây là một minh chứng rõ ràng, có thật 100%. Sấm lệnh thứ hai, ông trời sẽ đến trái đất đúng thời dụng biểu, nên người Việt Nam phải thương yêu và đùm bọc lẫn nhau ngay bây giờ để mũi lòng ông trời. Và thành thánh mới sẽ được đặt tại nước Việt Nam, vương quốc thiên đàng tại thế mới hiện ra ở trên mây. Đây là một tin mừng vĩ đại cho toàn thể nhân loại nói chung, nói riêng, cho dân tộc Việt Nam. Cõi trung ương của nước trời được đặt tại nước Việt Nam. Chính phủ nước trời sẽ lãnh đạo các chính phủ thế gian. Cha trời Thượng Đế Toàn Năng Giê-xu trở lại quả địa cầu bằng xác hồn vía, và Ngài từ thiên đàng hiện xuống tại nước Việt Nam. Thiên Chúa Ba Ngôi hiệp nhất thành một, Chúa Cha, Chúa Con và là Chúa Thánh Thần ở cùng nhân loại chúng ta. Ngài làm vua trên trời và làm vua dưới đất, vua trên các vua, danh trên các danh. Di Lạc Phật Vương là một vị vua phục vụ anh em nhân loại chúng ta, hướng dẫn nhân loại tu thờ Cha trời Thượng Đế Toàn Năng, nhận lãnh 3 sấm lệnh và 14 phước lành phép lạ, học hỏi phân phát cho nhiều người được biết, cùng nhau dự thi Đại hội Long Quang tại Hội đồng Cứu Nguy Dân tộc Việt Nam và Nhân loại. Di Lạc Phật Vương chúc mừng tất cả
đồng bào nhân loại quý mến đã tìm đến đại hội long hoa được khai mở. À, để con đọc ra thêm 14 phước lành pháp lạ thứ 14 nữa. Phước lành pháp lạ thứ 14 là quả ngục, là lò luyện linh hồn ở quả ngục dành cho những người không chấp hành luật lệnh của cha trời thượng đế Hồng Năng Giê-xu ban cho hồng ân cứu rỗi, hồng ân giải thoát của ngài ban cho ba sấm lệnh và 14 phước lành pháp lạ, tạo cơ hội để sám hối lần sau cùng cho đến ngày tận thế. Thì các linh hồn sau khi chết, linh hồn sẽ bị quăng vào quả ngục lò luyện linh hồn để rèn luyện linh hồn không biết đến khi nào mới được đầu thai làm người. Vì thế giới nhân loại sẽ kết thúc đúng thời dụng biểu, không chậm trễ. Và con xin trình bày, thì con ở đây thì hơn một năm nay thì con cũng xin là làm minh chứng cho cô Giấu Hiền là người đã tham gia, cũng như tất cả anh chị em nhân loại chúng ta là trên dưới 8 tỷ anh em chúng ta là đều được dự đại hội Long Hoa. Thì đề thi trắc nghiệm là đức tin, phải tin rằng ông trời là có thật rồi nhận lãnh ba sấm lệnh 14 phước lành pháp lạ từ hội đồng quốc uy dân tộc Việt Nam và nhân loại do chính cha trời thượng đế Toàn Năng Giê-xu thành lập và lãnh đạo, nên sẽ do chính cha trời thượng đế Toàn Năng Giê-xu là vị giám khảo duy nhất và sẽ chấm điểm cho từng đứa con của ngài thực hành ba chữ vi trí dũng bằng cách phân phát ba sấm lệnh và 14 phước lành pháp lạ cho nhiều người được biết. Mỗi nhà phải có một cái bàn thờ thông thiên trước cửa nhà để tôn thờ cha trời thượng đế Toàn Năng Giê-xu, tâm sự cầu nguyện với cha trời thượng đế Toàn Năng Giê-xu mỗi ngày để cảm tạ cha trời thượng đế Toàn Năng Giê-xu thực hiện hai điều răn của cha. Thì ở đây thì chúng ta 8 tỷ anh em chúng ta, trên dưới 8 tỷ anh em chúng ta đều có thể là dự thi vào hội đồng quốc uy dân tộc Việt Nam và nhân loại do cha trời Giê-xu thành lập và lãnh đạo. Thì ở đây, con ở đây hơn một năm qua thì minh chứng là cô Giáo Hiền đã lên chia sẻ về hội đồng quốc uy dân tộc Việt Nam và nhân loại cũng đã rất là nhiều năm chia sẻ anh em nhân loại chúng ta nhận lãnh ba sấm lệnh và 14 phước lành pháp lạ. Thì ở đây toàn thể anh em nhân loại chúng ta ai cũng được dự thi vào đại hội Long Hoa, và con cũng xin đưa ra là cô Giáo Hiền là được cha cấp bằng Phật sống của Càn Khôn từ hội đồng quốc uy dân tộc Việt Nam và nhân loại, có minh chứng rõ ràng. Thì kính thưa cha trời thượng đế Toàn Năng Giê-xu, con là Maria Nguyễn Thị Kim Liên, đầu năm 2017. Vào ngày 12 tháng 1 năm 2017, con đã ghi danh học hỏi tại Hội đồng Quốc uy Dân tộc Việt Nam và Nhân loại, học hỏi và chấp hành một cách đàng hoàng phân phát hồng ân cứu rỗi, hồng ân giải thoát vĩ đại nhất, giá trị nhất, đặc biệt kể từ bây giờ cho đến ngày tận thế. Đó là ba sấm lệnh và 14 phước lành pháp lạ. Nghe lời Di Lạc Phật Vương dạy dỗ, khắc ghi trong lòng, con luôn luôn tin tưởng cha trời thượng đế Toàn Năng Giê-xu. Con học ba chữ vi trí dũng, thực hiện hai điều răn. Con được Di Lạc Phật Vương thay mặt cha trời thượng đế Toàn Năng Giê-xu chấm điểm con là 9,8 điểm. Cô Giáo Hiền có bằng tiến sĩ đạo học cấp thiên loại ban cho vào ngày 26 tháng 8 năm 2018. Vào ngày 28 tháng 8 năm 2018, con được cha trời ban cho thiên nhãn. Và đến ngày 1 tháng 9 năm 2018, lúc 9 giờ tối, con được xuất hồn là lần đầu tiên. Linh hồn con bay lên đứng trên quả địa cầu. Quả địa cầu của cha trời Giê-xu tác tạo và ban cho nhân loại chúng con có sự sống. Quả địa cầu quay liên tục và có lớp vỏ bên ngoài của quả địa cầu là màu vàng rất là đẹp. Ngày 4 tháng 9 năm 2018, 3 giờ chiều, con được mở thiên nhĩ. Tâm thức con mở ra, được nghe cha nói chuyện với con. Cha cho con xuống thế gian để học hỏi, học đời, học đạo. Con cơ cực khổ như vậy, con có buồn cha không? Và con đã được cha trò chuyện và dạy dỗ cho con. Đến ngày 14 tháng 9 năm 2018, lúc 6 giờ chiều, năm Mậu Tuất, cha ban cho con là Phật sống của Càn Khôn.
Sáng hôm sau, 6 giờ sáng ngày 15 tháng 9 năm 2018, cha ban cho con thêm lời nói của con là phải thiện lành, việc làm của con là phải chân chính. Được trò chuyện đến sáng ngày 15 tháng 9 năm 2018, không nghe ngài nói chuyện nữa. Ngày 17 tháng 1 năm 2018, con xuất hồn về thiên đàng rất đẹp. Con có mặc áo dài màu xanh rất là đẹp. Cha cho con cảm nhận bài học từ con từ đâu đến và đến đây để làm gì. Con từ thiên đàng đến trần gian này nhận sự bộ lệnh của cha trời thượng đế toàn năng Giêsu để phụ giúp Di Lạc Phật Dương, đạo trưởng thế giới của Việt Nam Trần Quang Đại nhận lãnh ba sứ lệnh và 14 phước lành pháp lạ. Hết thời dụng biểu, con về nước thiên đàng, con tiếp tục học hỏi phát hình cha. Đến ngày 26 tháng 5 năm 2019, được cha cho xuất hồn gặp cha trời Giêsu lần đầu tiên. Cha bận nguyên bộ áo trắng quỳ nhị cha trời thượng đế toàn năng Giêsu. Ngài đến với con, ngài xưng ngài là cha trời Giêsu. Công việc của con làm rất tốt, con tiếp tục làm công việc của cha ban cho con. Hễ ai tin con là tin cha, hễ ai ghét con là ghét cha, hễ ai khinh con là khinh cha. Và con tiếp tục học việc và làm việc. Vào ngày 29 tháng 2 năm 2020, con được cha ban cha cho con được xuất hồn về nước thiên đàng, gặp được cha trời Giêsu bằng nguyên bộ đồ màu xanh đậm. Con quỳ gối xuống đảnh lễ cha. Cha cho con học bài học tâm tâm tương ứng, và đặc biệt là cha trời Giêsu là đấng hướng dẫn và giảng dạy đạo cho con. Maria Nguyễn Thị Kim Liên sinh ngày 14 tháng 10 năm 1968, tu tại gia học đạo giải thoát thành Phật, là nhân chứng sống để giới thiệu việc làm của Hội đồng Cứu Huy Dân tộc Việt Nam và nhân loại. Con chụp được cổng thiên đàng ở thế giới thiên loại, và thiên đàng tại thế cũng hiện ra tại nhà con. Vào ngày 30 tháng 1 năm 2023, cháu Nguyễn Xuân Trường là một nhân chứng dây quay đoạn video gần 4 phút, và một đứa cháu ngoại là Nguyễn Minh Khôi, hai bà cháu ở nước thiên đàng tại thế được đặt tại nhà cô giáo Hiền. Dạ, con cũng xin trình bày xong là hai sấm lệnh và 14 phước lành phép lạ. Thì đây là đại hội Long Hoa khai mở tại Hội đồng Cứu Huy Dân tộc Việt Nam và nhân loại. Toàn thể anh em nhân loại chúng ta hãy mau chóng đến ghi danh học đạo giải thoát Giêsu Maria Giuse. Ở đây là có ấn chứng, minh chứng đầy đủ. Thì những người đã đồng hành cùng Hội đồng Cứu Huy Dân tộc Việt Nam và nhân loại như là cô giáo Hờ, Nguyễn Xuân Trường, tất cả anh em đã đưa ra những cái minh chứng, dẫn chứng đầy đủ về những cái việc làm cũng như những cái giấc mơ cha cho xuất hồn, minh chứng về Hội đồng Cứu Huy Dân tộc Việt Nam là nhân loại rất là đầy đủ, cũng như chú Thánh Giống là đại diện cho cha trời thượng đế toàn năng Giêsu đang hướng dẫn nhân loại chúng ta thờ tu thờ cha trời thượng đế toàn năng Giêsu, và cô giáo Hiền cũng đang đồng hành làm việc để kêu gọi anh em nhân loại chúng ta sám hối ăn năn kịp lúc kịp thời, để mà thời kỳ cuối ai cũng biết đến hồng ân giải thoát, hồng ân cứu rỗi của cha. Thì qua đây con cũng xin chia sẻ thêm là cách xuất hồn. Thì qua việc mà mình học từ Hội đồng Cứu Huy Dân tộc Việt Nam và nhân loại, mỗi ngày mình phải học đọc bài kinh lạy cha, cầu nguyện ăn năn sám hối cùng cha 3 lần. Đọc bài kinh lạy cha tối trước khi ngủ, mình đọc cách xuất hồn trong giấc ngủ thiền định để được cha cho xuất hồn, cha dạy dỗ chúng ta trong giấc ngủ thiền định. Thì đây là những cái cách chia sẻ mà chú Thánh Giống đã đưa ra, Di Lạc Phật Dương Minh Dương đã đưa ra cho chúng ta rất là nhiều lần. Nhưng mà hôm nay thì con cũng xin đọc lại chia sẻ cho mọi người được biết, những người đã biết, chưa biết và sẽ biết. Thì con mong rằng qua đây chương trình Hội đồng Cứu Huy Dân tộc Việt Nam và nhân loại thì sẽ có nhiều đồng bào anh em nhân loại cùng nhau học hỏi, cùng nhau tìm đến để cùng nhau giải thoát, cùng nhau biết tôn thờ cha trời thượng đế toàn năng Giêsu. Dạ, con xin chia sẻ về cách xuất hồn. Bước thứ nhất là nghe ít nhất khoảng 20 phút dòng nhạc thiên đàng trên
YouTube từ hội đồng của nguyên dân tộc Việt Nam và nhân loại. Chúng ta tập trung tư tưởng, bấm vào YouTube kênh Phước Lành Phép Lạ để tìm nhạc Thiên Đàng. Trong phần video của kênh có sẵn bước thứ hai, nhìn vào hình ảnh của đôi mắt của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng Giêsu trong tấm hình chụp do Di Lạc Phật Dương chụp vào buổi trưa ngày 29 tháng 8 năm 2009 tại thành phố Mission, tiểu bang California ở Mỹ. Bước thứ ba, tâm sự tương tác, than thở, phàn nàn với Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng Giêsu như là gọi điện nói chuyện với Cha trên điện thoại rằng: Alo, Cha ơi. Và sau đó chúng ta là cầu nguyện Giêsu Maria Giuse, chúng ta đọc bài kinh lạy Cha, kinh kính mừng Mẹ. Và sau đó là đọc những câu: Xin Cha Trời Giêsu thương cứu nhân loại chúng con, xin Cha Trời Giêsu thương cứu con. Mình tên gì đó nói tên mình ra, như là xin Cha Trời Giêsu tha tội cho con, chúng ta tên gì nói tên ra. Và tính xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng Giêsu thương xót, mở thần thức, mở huệ nhãn, mở thần khí, mở thần trí, ban cho chúng con đức khôn ngoan tuyệt vời nhất của Cha, để con thấu hiểu được những chuyện quan trọng mà Cha cần dạy dỗ cho chúng con trong giấc ngủ thiền định. Xin Cha Trời Giêsu thương xót cho con được xuất hồn trong giấc ngủ thiền định để học hỏi những bài học ở cấp thiên loại do Cha dạy bảo. Xin cho con được xuất hồn để học hỏi cùng Cha, một theo thánh ý của Cha mà thôi, chứ không theo ý riêng của ai hết. Xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng Giêsu, Đức Mẹ Maria, Chúa Thánh Thần đến với con trong giấc ngủ thiền định để ban ơn đặc biệt và sức mạnh dũng khí cho con vâng lời Cha trọn vẹn từ thời gian đến thời gian. Xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng Giêsu thương cứu linh hồn con. Con xin trao trả linh hồn và thể xác của con lại cho Cha. Xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng Giêsu bảo vệ con mọi nơi mọi lúc, vì Cha là Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, Cha động thiên, Cha động trời, Cha là Đức Thiên Thượng, Cha là Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Con và là Đức Chúa Thánh Thần, là hiện thân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng Giêsu, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng Giêsu nhận lời con cầu xin khẩn cầu. Amen. Dạ, Chúa Thánh Giáo ơi, con xin phần chia sẻ này của con đến đây kết thúc. Con xin nhường lại chương trình lại cho chị Phương lên đó chú. Mời cháu. Dạ. Rồi mời Phương, mời cháu Phương. Dạ. Chị Phương ơi, lên.